hàng mà thích sử dụng những cái dòng nệm lò xo thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái dòng nệm lò xo của thương hiệu Vạn Thành có tên là Ruby ạ. Và chiếc nệm Ruby của chúng ta thì được thiết kế với cái lớp vải gấm màu trắng như thế này, vô cùng là sang trọng cũng như là tinh tế, rất thích hợp cho những cái căn nhà sang trọng, đúng không ạ? Với thiết kế là vải gấm và trần lớp mút ở phía trên như thế này sẽ giúp cho các anh chị và các bạn cảm nhận được cái sự êm ái cũng như nâng đỡ và cân bằng được cái cơ thể của các anh chị khi mà các anh chị trải nghiệm trên cái dòng nệm Ruby của thương hiệu nệm Vạn Thành ạ. Và chiếc nệm Ruby Vạn Thành của chúng ta thì có độ cao là 27 cm, rất thích hợp với những cái anh chị thích sử dụng những cái dòng nệm cao ạ. Và các anh chị có thể thấy bên đây chính là cái giống mộc đỏ của cái dòng thương hiệu Ruby Vạn Thành ạ. Và chiếc nệm Ruby Vạn Thành của chúng ta được sử dụng là những cái lò xo túi ở phía bên trong. Việc sử dụng những cái lò xo này sẽ giúp các anh chị cảm nhận được cái độ êm ái đàn hồi, cũng như là khi các anh chị di chuyển hay là sẽ không bị ảnh hưởng đến người bên cạnh ạ. Và dưới đây là phiếu bảo hành của nệm lò xo túi Ruby ạ. Với thiết kế là những cái màu đỏ như thế này, rất là sang trọng đúng không ạ? Chiếc nệm Ruby của chúng ta thì có bảo hành lên tới là 10 năm ạ. Việc sử dụng những cái nệm lò xo có dạng túi sẽ giúp các anh chị hỗ trợ xương sống rất là tốt. Ngoài ra thì khi các anh chị đến với nệm giá kho thì các anh chị có thể mua chiếc nệm lò xo túi Ruby với kích thước là 1m6 x 2m 27 cm thì chỉ có giá là 5.300.000 đồng thôi nha các anh chị và các bạn. Và để có thể biết thêm về thông tin chi tiết cũng như là cách thức giao hàng thì các anh chị có thể truy cập vào trang web nemgiakho.com hoặc là fanpage nệm giá kho. Nệm giá kho thì cam kết cung cấp hàng chính hãng 100%, bên cạnh đó sẽ giao hàng trong vòng 2 cho đến 3 giờ ạ. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của mình ạ.